kính gửi chi bộ ba đảng bộ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tên tôi là Trương Hoàng Thư, sinh ngày 7 tháng riêng năm 1964, vào đảng ngày 20 tháng 1 năm 2006, tức ngày 30 tháng 3 năm 2007, chính thức ngày 30 tháng 3 năm 2007. Chức vụ hiện nay trong đảng, đảng viên, quê quán xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đang sinh hoạt tại chi bộ ba, được phân công ngày 2 tháng 7 năm 2011 giáo dục giúp đỡ đối tượng Hoàng Thu Trà phấn đấu vào đảng. Nay tôi xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về phấn đấu vào đảng như sau. Về lý lịch của đồng chí Hoàng Thu Trà đầy đủ rõ ràng và không có vướng mắc gì. Những yêu khuyết điểm chính của đồng chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng như sau. Đối tượng là sinh viên gương mẫu trong học tập, hoạt động đoàn thể, có phẩm chất chính trị vững vàng, đúng đắn, đạo đức tốt, ứng xử lễ phép với các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên nhà trường, hòa đồng giúp đỡ bạn bè và có lối sống lành mạnh. Đồng chí còn là một sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, có rất nhiều đóng góp cho hoạt động biểu diễn của nhà trường trong nước và nước ngoài. Ngoài ra đồng chí còn rất tích cực hoạt động công tác đoàn của chi đoàn khoa sư phạm và lý thuyết âm nhạc và chi đoàn nhà trường. Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét đề nghị kết nạp đối tượng Hoàng Hương Trà vào đảng. Tôi xin chịu trách nhiệm trước đảng về sự giới thiệu của mình. Đảng viên giới thiệu Trương Quỳnh Thư. Cảm ơn đồng chí Trương Quỳnh Thư. Tiếp theo chương trình, tôi trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Tiến Dũng, nguyên bí thư Đoàn Thanh niên, nhưng mà khóa 18 sẽ đọc cái nghị quyết của Đoàn Thanh niên khóa 18 để đề nghị kết nạp của Hoàng Hương Trà. Xin mời chị. Xin đại diện cho Đoàn Thanh niên và nghị quyết của đồng chí Hoàng Hương Trà. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 2012, số 19 NQDTN, nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam, kính gửi chi bộ ban, Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, căn cứ điểm 1, điều 4, chương 1, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục quyền hạn của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng, xét biên bản họp chi đoàn sinh hoạt âm nhạc. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội họp ngày 20 tháng 3 năm 2012 nhận thấy đoàn viên Hoàng Hương Trà có ưu điểm là sinh viên có nhiều thành tích cao trong học tập, luôn chấp hành tốt mọi quy định của nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn của nhà trường trong nước cũng như ngoài nước, năng nổ nhiệt tình trong tất cả các phong trào của chi đoàn khoa cũng như của đoàn trường, có tinh thần đoàn kết trong tập thể được các bạn tín nhiệm và quý mến, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của chi đoàn khoa cũng như đoàn trường. Nhược điểm cần mạnh dạn hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động. Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đoàn viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, đảng ủy xem xét kết nạp đoàn viên Hoàng Hương Trà và đảng với sự tán thành của 15 trên 15 đồng chí, đạt 100% so với tổng số ủy viên ban chấp hành, số không tán thành là 0 đồng chí. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên Hoàng Hương Trà trở thành đảng viên trí thức của đảng. Thay mặt ban chấp hành, bí thư Trung ương Đảng ký. Cảm ơn đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí Vũ Tiến Dũng. Sau đây tôi xin thay mặt chi bộ đọc nghị quyết kết nạp đảng viên của đảng bộ khối trường đại học. Sau đây là toàn văn nghị quyết. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng ủy khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội số 1164 QĐ-DUK quyết định kết nạp đảng viên. Căn cứ điều 4 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xét đơn xin vào đảng của quần chúng Hoàng Hương Trà, căn cứ nghị quyết số 04 NQ-CB ngày 24 tháng 3 năm 2012 của chi bộ 3, nghị quyết số 04 NQ-DU ngày 9 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Hà Nội về việc đề nghị kết nạp quần chúng Hoàng Hương Trà vào đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy khối quyết định điều 1 kết nạp quần chúng Hoàng Hương Trà, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1990, quê quán Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội, vào Đảng Cộng sản Việt Nam và trải qua thời gian dự bị là 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Điều 2, chi bộ 3 chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí Hoàng Hương Trà vào đảng theo đúng thủ tục đã quy định. Điều 3, ban tổ chức, văn phòng Đảng ủy khối, Đảng ủy Trường Cao đẳng Hà Nội, chi bộ 3 và đồng chí có tên trên
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban Thường vụ Bí thư, Nguyễn Thị Hường đã ký. Trên đây là tầm văn cái nghị quyết của Đảng bộ khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội ra nghị quyết để kết nạp đồng chí Hoàng Trà. Sau đây mời đồng chí Hoàng Hương Trà lên nhận quyết định của Đảng khối. Tiếp theo chương trình, đồng chí Hoàng Hương Trà sẽ đọc lời tuyên thệ. Tôi kính mời tất cả các đồng chí chúng ta đứng dậy nghe lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ: trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và chi bộ, tôi là Hoàng Hương Trà, đảng viên mới xin thề: một, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng; hai, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; ba, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Xin hề. Xin cảm ơn các đồng chí. Sau đây mời các đồng chí trong chi bộ, các đồng chí là đảng viên, sinh viên là cảm tình lên có thể chúng ta làm chúc mừng tặng hoa đồng chí Hoàng Hương Trà. Đồng chí Hoàng Hương Trà lên đây nhận lời chúc mừng. Và